Vào ngày 20 tháng 8 vừa qua, tức ngày 23 tháng 7 năm Nhâm Dần, nhân chuyến thăm quan tại miền Bắc, đoàn Chư Tôn Đức Ban Giám Hiệu Tăng Ni Sinh Trường Trung cấp Phật học thành phố Đà Nẵng do Hòa Thượng Thích Huệ Thường, thành viên Hội đồng chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã dẫn đoàn về thăm và giao lưu tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Hôm sau vào chiều ngày 21, đoàn đã tới Chùa Bằng, lễ Phật, lễ Tổ và thăm Hòa Thượng Trụ trì Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại Học viện Phật giáo Việt Nam Hà Nội, đón tiếp phái đoàn có Hòa Thượng Thích Thanh Đạt, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện, Hòa Thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Viện trưởng Học viện, cùng quý thầy cô văn phòng và tăng ni sinh tại Học viện. Mở đầu buổi giao lưu, đại chúng đã được nghe giáo sư Lương Gia Tĩnh, phó viện trưởng học viện, báo cáo với đoàn về công tác giáo dục tại học viện và nghe thượng tọa Thích Thông Đạt báo cáo về công tác giáo dục tại trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng, những cảm nhận khi được đến thăm, giao lưu với Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Các tăng ni sinh của hai cơ sở giáo dục đã được nghe những lời đạo từ của quý hòa thượng Chư Tôn Đức lãnh đạo. Quý hòa thượng đã chia sẻ những tâm huyết với sự nghiệp đào tạo tăng tài, đồng thời gửi lời động viên ân cần sâu sắc đến tăng ni sinh, hy vọng thế hệ tăng ni trẻ sẽ tiếp nối sự nghiệp của chư tổ, chư Tôn Đức để duy trì mạng mạch của Phật pháp, xứng đáng là sứ giả của Như Lai, tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự. Cũng trong chương trình, đại diện tăng ni sinh đã gửi lòng tri ân sâu sắc đến Chư Tôn Đức, quý ngài đã luôn âm thầm hy sinh để cho chúng con có được môi trường tu học thật đầy đủ, thật ấm áp. Là thế hệ tăng ni trẻ, chúng con xin hứa sẽ luôn cố gắng tu học, duy trì và phát huy những truyền thống tốt đẹp từ quý ngài. Trong chương trình, các tăng ni sinh học viện và trường Trung cấp Đà Nẵng cũng chia sẻ những kỷ niệm khi được tu học trong môi trường giáo dục Phật giáo và có một số tiết mục giao lưu văn nghệ, kết nối tình pháp lữ, đồng tu. Tại Chùa Bằng, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp thầy và trò trường Trung cấp Phật học thành phố Đà Nẵng về tham quan Chùa Bằng. Trong lần gặp mặt này, Hòa Thượng đã chia sẻ với tăng ni sinh về những kinh nghiệm học và tu của bản thân. Đồng thời, tán thán việc giáo dục kết hợp với khảo sát thực tiễn của Ban Giám hiệu trường Trung cấp Phật học thành phố Đà Nẵng. Hòa Thượng nhấn mạnh việc cho tăng ni sinh đi các tỉnh thành để tham quan các ngôi chùa cũng như văn hóa Phật giáo các vùng miền nhằm ôn cố tri tân, biết yêu quê hương mình, một đất nước hòa bình được đánh đổi bởi những hy sinh cao cả của các lớp cha ông đi trước, học những dấu ấn Phật giáo truyền thống mà chư tổ đã để lại cho hậu thế, từ đó biết trân trọng quá khứ để có trách nhiệm với tương lai, noi gương các ngài để duy trì ngọn đèn chính pháp ngày càng tỏ dạng. Sau cùng, Hòa Thượng sách tấn tới chư vị tăng ni sinh cần tranh thủ thời gian tuổi trẻ thông minh và nhiệt huyết để tập trung tinh tiến nỗ lực tu học, chuyển hóa thân tâm để sau này trở thành những vị tôn túc, có ích cho đạo, cho pháp giới chúng sinh, là thành viên tích cực, xây dựng nên ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh trong lòng dân tộc.